Chiều ngày 31 tháng 8, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh cho diện tích lúa mùa tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Qua kiểm tra cho thấy các trà lúa mùa trên địa bàn huyện Lăng Chánh đang trong giai đoạn làm đồng, chỗ bông. Nhìn chung lúa sinh trưởng phát triển khá. Tuy nhiên trên cánh đồng một số xã Chí Nang, Giao Thiện, Yên Thắng, thị trấn xảy ra các bệnh như dày nâu và dày lưng trắng, chuột, mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ có một số diện tích bị cháy dày. Để bảo vệ an toàn cho lúa, các địa phương đã chủ động tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Trực tiếp đi kiểm tra thăm đồng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Đức Tiến yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo cán bộ khuyến nông tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch hại, thường xuyên thông tin tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn bà con chủ động các biện pháp phòng trừ, kịp thời khuyến cáo nông dân thời gian phun phòng, hướng dẫn kỹ thuật và sử dụng các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao, đặc biệt quan tâm tới dày nâu, dày lưng trắng, bởi đây là thời điểm quyết định đến năng suất, sản lượng lúa mùa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân huyện nếu để xảy ra sâu bệnh gây hại làm giảm năng suất lúa mùa, xem xét lại trách nhiệm của tổ chức cá nhân, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông viên trong việc tham mưu chỉ đạo, báo cáo khi có dịch bệnh xảy ra. Các ban ngành đoàn thể phân công cán bộ tăng cường kiểm tra thăm đồng, hướng dẫn nông dân phun trừ sâu bệnh đúng thời điểm, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý tốt việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không để nông dân mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất. Sau khi kiểm tra thực tế, trước tình hình sâu bệnh nhiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Đức Tiến đã có buổi làm việc với một số xã. Qua làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các xã cần nhanh chóng rà soát lại diện tích lúa bị bệnh trong chiều nay, tập trung tuyên truyền khuyến cáo, chỉ đạo bà con phun thuốc diệt trừ sâu bệnh cho lúa, phối hợp với các phòng ban chuyên môn để có hướng dẫn cụ thể, phân công cụ thể cán bộ phụ trách thôn bản, xem lại trách nhiệm của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, cán bộ khuyến nông xã trong việc khắc phục hư hỏng một số mương, báo cáo kịp thời cấp trên nếu có vấn đề gì xảy ra.